Với công nghệ hiện đại được tích hợp trên ứng dụng, Agribank eMobile Banking cho phép quý khách đặt vé máy bay của các hãng hàng không nội địa và quốc tế dễ dàng và nhanh chóng. Để đặt vé máy bay, quý khách vào mục mua vé máy bay trên ứng dụng, sau đó nhập các thông tin loại hình bay, một chiều hoặc khứ hồi, địa điểm khởi hành, địa điểm đến, ngày đi, số lượng hành khách để bắt đầu tìm kiếm chuyến bay phù hợp. Sau khi ấn tìm kiếm, ứng dụng sẽ liệt kê toàn bộ các chuyến bay phù hợp, quý khách dễ dàng so sánh giá vé và lịch trình, tích chọn chuyến bay phù hợp nhất để kiểm tra thông tin chi tiết. Bấm tiếp tục để chuyển sang màn hình nhập thông tin hành khách và thông tin liên hệ. Hệ thống hiện kết quả đặt chỗ, quý khách dành một chút thời gian để kiểm tra thật kỹ thông tin và bấm xác nhận. Hệ thống sẽ xử lý trong vòng 1 phút và gửi về thông báo giao dịch đặt vé đã hoàn tất. Để thanh toán, quý khách thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Vé điện tử chứa thông tin hành trình sẽ được gửi về cho quý khách sau vài giây. Hãy cài đặt Agribank eMobile Banking ngay hôm nay để trải nghiệm tiện ích mua vé máy bay nhanh chóng và dễ dàng trên ứng dụng.